Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Bảo Đại. Video hôm nay muốn đi giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu, em có một đôi đôn nho có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi vụ mật. Và thông số kích thước, đường kính của mặt đôn em đo là vuông 37 cm. Và đôn cao là 87 cm. Đây là phần tiểu ạ, đục chạm những chùm nho, những cành nho. Chiếc đôn đục chạm là tứ diện. Đây những trụ chân ạ, dày dặn chắc chắn. Dưới đôn này có sàn ở dưới ạ, bác đựng đồ. Đấy, bên trong lòng đôn ạ, những viên đá tự nhiên ạ. Và đôi đôn nho này có giá là 5 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến ạ, sang bên đây em có một chiếc gạt tàn. Chiếc gạt tàn là chất liệu là gỗ chắc. Với kích thước chiều ngang là 15 cm, cao là 6 cm. Với chiếc gạt tàn chất liệu gỗ chắc ạ, đây là được bọc vít đồng. Chất gỗ đỏ đen ạ. Bên trong có một chiếc đĩa sứ ạ. Để các bác đựng gạt tàn. Và em báo giá chiếc gạt tàn gỗ chắc này có giá chỉ 800k. Em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến em có một bức tượng một ông cụ di nạc. Chất liệu là gỗ chắc. Đây là lúa tự nhiên, hàng khuyên khối. Và thông số kích thước. Và chiều ngang em đo là khoảng 24 cm. Cao 13 cm. Một ông cụ di nạc ạ, chất liệu gỗ chắc, gương mặt cụ cười rất là tươi ạ. Một tờ tay ạ, bên đây là một tờ chú tiểu. Dưới chân cụ ạ, rất nhiều những đồng tiền, đây là một bao tiền nhỉ các bác. Rất nhiều những đồng tiền, những thỏi vàng. Vần gỗ không chê vào đâu được ạ. Và em báo giá ông cụ di nạc gỗ chắc này có giá là 1.700.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến là em có một bức tượng một chú dê tài lộc, chất liệu là gỗ chắc. Em đo kích thước chiều ngang vào khoảng 20 cm, chiều cao 23 cm và sâu khoảng 13 cm. Em một chú dê tài lộc ạ, chất liệu là gỗ chắc, đây là đũa tự nhiên, hàng nguyên khối. Bên đây là được đục chạm, một cây sâm, hàng đục chạm sắc nét. Nhưng mà sau nhỉ các bác? Về chất gỗ đỏ đen quý hiếm, hàng đục chạm bằng tay sắc nét, không chê vào đâu ạ. Tất cả những đường nét đục chạm rất là tinh tế. Và chú dê tài lộc gỗ chắc này có giá là 2.500.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến đây em có một chiếc kỷ bán nguyệt, chất liệu gỗ chắc ạ, và thông số kích thước. Chiều ngang là 35 cm, sâu 15 cm và kỷ cao 18 cm. Một chiếc kỷ bán nguyệt, chất liệu gỗ chắc. Đây là những đường nét ạ, hoa lá tây, đục chạm. Chân cũng đục chạm và vanh cong. Gỗ liền nạc dày dặn. Chất gỗ ạ, lành lặn nha các bác, đẹp từ trong ra ngoài. Và đây là trên mặt kỷ ạ, là ván gỗ ạ. Với chất gỗ đỏ đen. Chiếc kỷ bán nguyệt có giá là 2.600.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Với chiếc kỷ bán nguyệt này ạ, các bác có thể để kê ạ, có thể là kê tượng hay là kê những bình nậm, bình chóe. Và các bác có thể để ghép thành một combo rất là đẹp luôn. Và tiếp đến em có một chiếc khay trà, chất liệu gỗ cẩm nai. Em đo thông số kích thước. Chiều ngang là 35 cm. Sâu 25 cm. Phần liễu đều được đục chạm nha các bác. Đây phần chân ạ. Chân cong. Dưới chiếc khay trà có một đĩa ở dưới ạ, bác đựng nước để vệ sinh sạch sẽ.
Chiếc khay trà này được chạm là tứ diện, bốn mặt. Và đây là bên trong nòng khay, những đường nét hoa nhãn tây. Và chiếc khay trà gỗ cầm nai này có giá chỉ 1.500.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến ạ, xuống dưới bên đây có một bộ trường song tiện ngũ sơn. Chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gỗ mật. Bộ gồm tổng là có 3 món, gồm có 2 chiếc ghế dài và một bàn. Em đo kích thước của bàn. Bàn dài là 153 cm. Chiều ngang là 60 cm. Với phần chân ạ, chân được đục chạm đầu nâng chân móng. Phần chân em đo 10 cm, rất là dày dặn, đục chạm tới cuối chân. Phần liễu hoa được đục chạm ạ, chim hoa và xen kẽ là những đường nét họa tiết hoa văn. Chiếc bàn đục chạm là tứ diện. Dưới bàn có một sàn ở dưới ạ, để các bác có thể là đựng đồ. Và đây là mặt bàn, bên trong lòng bàn là một ván niền nhà các bác, trên gỗ niền nè, vân gỗ rất là đẹp luôn. Tiếp đến hai chiếc ghế em cũng đo thông số kích thước. Chiếc ghế tổng chiều dài là 194 cm, ghế sâu 54 cm và chiều cao lên đến chỗ ngồi là 53 cm. Đây phần tựa ghế ạ. Phần những phần nô đều là nô gỗ hết. Trên được đục chạm chim hoa, dưới là những hình song tiện. Và tất cả những phần nô đều được đục chạm. Phần tay nhỉ các bác, tay cũng tạo hình những hình song tiện. Và tất cả nòng ván ghế là ván liền hết ạ. Em quay sang chiếc ghế thứ hai để bác có thể xem được kỹ hơn. Với bộ trường song tiện ngũ sơn ạ, bộ là 3 món, gồm 2 chiếc ghế dài và một bàn. Tất cả phần nô là nô gỗ ạ. Những phần nô đều được đục chạm. Chất gỗ thì cực kỳ là dày dặn. Hàng rất là nặng luôn ạ. Tất cả lòng ván ghế là ván liền hết ạ. Phần tay là tạo hình song tiện. Tiếp là phần chân nhỉ các bác, chân em đo 10 cm ạ. Tất cả chân ghế và bàn đều 10 cm, chân đục chạm đầu nâng chân móng. Em quay mặt sau các bác ra xem được kỹ hơn. Mặt sau ạ đều được đục chạm. Tất cả phần nô ạ đục chạm đúng như mặt trước luôn ạ. Rất là sắc nét. Phần liễu cũng được đục chạm nhỉ các bác, đục chạm cạnh chim hoa. Và đây là tất cả những đường nét họa tiết hoa văn. Mặt sau đục chạm đúng như mặt trước. Với bộ song tiện ngũ sơn này, khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại sẽ kiểm tra cẩn thận ạ, làm bóng và xi sắp lại trước khi giao. Các bác nhận hàng kiểm tra với thanh toán ạ. Với em báo giá bộ song tiện ngũ sơn này có giá 28 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến ạ, sau bên đây em có một siêu phẩm, một bộ tranh tứ quý, chất liệu là gỗ chắc ạ. Bộ gồm 4 tấm và thông số kích thước của bức tranh, chiều cao là 116 cm, ngang là 31 cm. Một bộ tranh tứ quý gỗ chắc được khảm tùng cúc trúc mai, tượng trưng ý nghĩa của 4 mùa xuân hạ thu đông. Với tất cả những phần trắng hồng ạ là ngà, với phần thân là gỗ xưa kết hợp là đá quý. Những nguyên liệu rất là quý hiếm ạ, hàng được chạm cắt tiền nộp, tơ tóc sắc nét. Với tất cả lòng ván bên trong ván liền nhỉ các bác. Với nguyên liệu là gỗ chắc ta. Hàng cũng đã qua thời gian 5 tháng ạ.
Đây phần dưới này được khảm những cây sen ạ, những bông hoa sen. Đây là những phần trắng hồng ở đây là ngà, phần thân là gỗ xưa, kết hợp là đá quý. Chất gỗ liền nạc dày dặn ạ. Chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm và khi giao lưu cơ sở Bảo Đại cũng sẽ kiểm tra và làm bóng sinh sắc. Mấy em báo giá với siêu phẩm bộ tranh tứ quý gỗ chắc này có giá là 38 triệu, em bao bị phí ship cho các bác. Xuống dưới bên đây ạ, em có một bức tranh mã đáo thành công, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Và kích thước của bức tranh chiều ngang là 217 cm, cao là 107 cm. Bức tranh ạ, mã đáo thành công, hàng được cắt tỉa làm thủ công ạ, với chất ốc xà cừ, với chất ốc bảy màu đều được cắt tỉa làm thủ công hết luôn ạ. Và bên đây được khảm ạ, sóc nho nhà các bác, và đồng ván bên trong là ván liền với chất gỗ ạ, liền nạc lành nặng. Và đây là phần khung ạ, đều được đục chạm và khảm ốc. Những đường nét oval và những đường nét hoa lá tây ạ, đều được đục chạm. Chất gỗ thì cực kỳ là dày dặn, bức tranh kích thước to nhỉ các bác. Và em báo giá bức tranh mã đáo thành công này có giá 18 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến ạ, bên trên đây em có một bức tranh đồng quê, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật. Và thông số kích thước của bức tranh chiều ngang là 217 cm, cao là 107 cm. Phần chính giữa của bức tranh được khảm cây đa đình nàng với chất ốc xà cừ, chất ốc bảy màu được cắt tỉa làm thủ công. Sang bên đây được khảm các bác nông dân chăn trâu cấy lúa. Và sang bên đây là được khảm các bác nông dân thì em bé chăn trâu thổi sáo, các bác tiểu phu đi gánh củi cũng được cắt tỉa và phối màu ạ, nhìn rất là có hồn. Bên ngoài khung cũng đều được đục chạm và khảm ốc với chất gỗ ạ, em bao nành nặng rất là dày dặn. Giao lưu em cũng sẽ kiểm tra và phun bóng lại sạch sẽ ạ. Em báo giá bức tranh đồng quê này có giá là 17 triệu, em bao bị phí ship cho các bác. Và tiếp vào xuống dưới bên đây em có một đôi tranh cá. Đôi tranh cá này có chất liệu là gỗ chắc và em đo thông số kích thước chiều cao của bức tranh là 100 cm, chiều ngang là 30 cm. Một đôi tranh cá chất liệu gỗ chắc ạ. Và được khảm trên nền gỗ chắc. Đây là những phần trắng hồng ở đây ạ, là ngà. Và phần vây đây là gỗ xưa, kết hợp là ốc xà cừ. Những nguyên liệu quý hiếm ạ, được cắt tỉa rất là tơ tóc sắc nét. Đây là những cây sen ạ, những bông hoa sen. Được cắt tỉa và phối màu không chê vào đâu ạ. Với nòng ván bên trong là ván liền. Chất gỗ đỏ đen ạ. Vẫn cũng chê vào đầu nhà các bác. Ở dưới đây cũng được khảm lại những cây sen, những bông hoa sen. Đây là những đường nét ạ, cắt tỉa rất là đẹp luôn ạ, phối màu không chê vào đâu. Gỗ này em bao nành nặng liền nè. Và đôi tranh cá gỗ chắc này có giá là 18 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Và sang bên đây em có một đôi tranh cha mẹ, chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi gỗ mật. Và thông số kích thước của bức tranh chiều cao là 107 cm, ngang là 30 cm. Phần bên trên lại được khảm hai chữ Phúc Đức. Với những câu chữ nói về cha mẹ. Hàng được khảm ốc xà cừ với chất ốc bảy màu.
đây là bên mẹ với những đường nét cắt tỉa tất cả những câu chữ thương cha xuôi ngược giữa dòng mẹ hiền tất tả cánh gồng nuôi con, rất là ý nghĩa. Ở bên trên là được khảm hai chữ phúc đức và bên dưới là những câu chữ nói về cha mẹ. Khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại cũng sẽ kiểm tra và phun bóng lại sạch sẽ trước khi giao. Và đôi tranh cha mẹ này có giá là 5.700.000, em bao phí ship cho các bác. Và xuống dưới bên đây em có một đôi bàn bán nguyệt chất liệu gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. Em đo thông số kích thước. Chiều ngang là 75cm, sâu là 37cm. Và bàn cao là 82cm. Đây là một đôi bàn bán nguyệt. Tất cả phần liễu được đục chạm chim hoa. Đây là những trụ chân rất là dày dặn, cũng được đục chạm những cành hoa. Với đôi bàn bán nguyệt này, các bác có thể ghép thành một vòng tròn ạ. Và có thể tách đôi ra như thế này. Các bác kê sát vào tường để có thể là trưng bày đồ. Và đây là bên trên ạ, bên trong lòng là những viên đá tự nhiên vân núi ạ. Để chất gỗ lành nặng nhỉ các bác, và rất là đẹp luôn. Em báo giá với đôi bàn bán nguyệt được đục chạm chim hoa này có giá là 7.000.000, em bao bị phí ship cho các bác. Và sản phẩm cuối cùng em giới thiệu ạ, đây em có một cây tủ bày đồ chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi gụ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Và em đo thông số với cây tủ bày đồ này có chiều cao là 187cm, chiều ngang là 87cm và sâu là 33cm. Một cây tủ bày đồ ạ, đây, tất cả phần lòng ván bên trong là ván gỗ hết luôn ạ, được bên trên được tạo hình zig zag. Và phần dưới cây tủ có hai chiếc ngăn kéo để các bác có thể là mở la và đựng đồ. Bên ngoài cơ sở Bảo Đại cũng đã gia cố tay nắm chật gỗ liền nè. Bên trên được tạo hình zig zag một cây tủ bày đồ nhiều kệ nhiều sàn để có thể là trưng bày đồ sứ đồ tượng, có thể trưng bày liệu hay là đồ cổ ạ. Và cái tủ bày đồ này có giá là 8.000.000, em bao bị phí ship cho các bác. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở một like, một đăng ký kênh. Em có thể là like nhiều video mới giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và các bác xem video chưa kỹ, nghe chưa được rõ có thể kết bạn hai số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115 hoặc 0945058115. Em có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác về tất cả các sản phẩm bên cơ sở Bảo Đại. Cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.